Nè mọi người ơi, hello mọi người. Bây giờ Ngọc sẽ mới điều vừa nhận được hàng, Ngọc sẽ review với các bạn là Ngọc mới nhận được hàng gì. Chay, ngồi đây với mẹ, ngồi đây. Jay, go sit next to mommy. Yeah, go sit next to mommy. No. Trời ơi, cô nói đành đỏ, không nói no. No. I have something for you. Oh, go get it. Sit down. You wanna sit right here? Yeah. Okay. I have something for you. Mommy's. Mommy just giving JD 1,000 gifts. Mm-hmm. Too bad our second baby probably won't get 1,000 gifts. Oh my god. Oh wow, very custom. I'm YouTube. I'm famous, YouTube famous. Jade Sky. Subscribe. Đây. Kênh YouTube của Chay, cô chú cứ subscribe kênh YouTube của Chay. Do you like it, JD? And then cái mặt sau của nó Ngọc tự design nha mọi người. Eat, sleep, subscribe me. Rồi, ăn, ngủ. She's not too happy. Bấm nút đăng ký. Rồi, đi làm thì phải bấm nút đăng ký thôi chứ sao giờ. Đây là cái áo của Jay. Đó. I'm not too happy. Này của ai đây áo được? You not so happy? Trời đất, nó không vui. Trời đất ơi, con được không? Nó lết lên kia nó ngồi rồi. Áo này của ai đây? Của ba. Áo này của ba hả con? Oh, it must be my shirt, huh? Yeah, áo này của chồng Ngọc nè. Tại vì cái áo kia các bạn thấy bị sùi ra bị hư. We don't have 1 million subscribers yet. Đây. For 100,000 subscribers, 1 million. Ngọc để cái áo nào là 1 triệu subscriber. Hy vọng. Mẹ có mẹ. Áo của mẹ hả? Giống nhau. À giống nhau. Ừ. Hy vọng là sẽ được 1 triệu đăng ký nha mọi người. Mọi người bấm nút đăng ký giùm Hoi và Family để được 1 triệu đăng ký để được mặc cái áo này chứ còn mọi người chưa được là chưa được mặc áo này. Rồi cái đó là của chồng Ngọc còn cái này của. And one for you. Đó, it's not even in the same font. No, yeah, you know me, I don't do anything the same. Chồng Ngọc nói, ủa sao cái áo của chồng Ngọc với áo của Ngọc á, cái chữ cũng khác mà cái nét cũng khác và design cũng khác. Ngọc nói, ủa Ngọc đâu bao giờ cái làm cái chuyện gì mà đến nó giống nhau đâu. Ngọc làm khác nhau chứ không có làm giống nhau. Phải không chị? Cái chữ giống nhau của nó mắc cười lắm. Đó, Ngọc làm là thiết kế cho cái áo của Ngọc khác là nó lại ghét vô mặt luôn ai. Mà Ngọc nhớ mà Ngọc mặc vô mọi người phải đăng ký kênh để cho cái kênh được 1 triệu chứ còn chưa là không biết chừng nào mới mặc được cái áo này luôn á, thấy không? Baby, did we surpass 1 million yet? Not yet. That's why I'm telling everyone to click on the subscribe so I can have a chance to wear. Nó con Jay nó nói chưa mà mẹ Ngọc nói. Bởi vậy mọi người á, bấm nút subscribe đăng ký giùm để Ngọc mặc được cái áo này chứ mấy Ngọc để cái áo này để hoài luôn mặc không được. Mẹ. Show her, baby. Gì con? Dao. Mẹ ăn dao con. Hello. Hello. Rồi đây. Hai cái món tiếp theo mà Ngọc mua về mới mua về. Đây cho mọi người coi dầu thơm. Đây, kiểu dầu thơm này. Oh, JD, good now, JD. Look what Jet Mommy has. Wow. Oh. That's cool, right, JD? Let's see it. Let's see the bottle open. Rồi, thử nè. Quay mặt qua cho cô chú. You gotta show your face. Thử. Smell it. Come on. How's it smell? Good. Thơm. Còn đây là cái chai thứ hai. Go smell the other one. Đây là cái chai thứ hai nè. It's white. Đó. White màu trắng. Rồi để xịt miếng ai. Còn mà cái mùi mà màu vàng á là cho buổi tối. What happened, JD? Đó. Quá đã mọi người ơi. Ai mà mọi người mà ai mà chưa biết cái hiệu dầu thơm này mọi người lên sạp thử nha. Love. Đó. Hai cái chai này là hai cái tông mùi khác nhau. Một cái chai màu trắng á là cái chai này gọi là Silver Mountain Water. Là cái chai này Ngọc nghĩ là giờ Silver Mountain là các bạn nghe lên núi lên đồ này kia mà nước đồ này kia này cho nó tươi mát. Thì cái mùi của nó tươi mát như vậy á. Còn cái mùi này nghe tên dữ lắm nha. Imperial, right? Is it called Imperial? Imperial, like dun 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 dun. Imperial. Cho buổi tối, quá đằng sang trọng, đi tiệc là buổi tối rồi này nè cái này. Buổi sáng thì cái kia. Đó. Cho cô chú anh chị nào mà muốn tham khảo á, lên mạng á, lên tham khảo. Đó là hai order hôm nay về nè. Rồi một cái xài buổi tối, một cái xài buổi sáng. Hai dây dầu thơm. Với lại cái áo mọi người nhớ bấm nút đăng ký giùm Jay để Ngọc không ấy là cái áo này mọi người sẽ không bao giờ có cơ hội thấy được cái Ngọc mặc áo đâu. Thôi bây giờ bắt
đầu vô cái video clip ngày hôm nay. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay là một cái ngày rất là đẹp trời luôn mọi người. Không có gió, không có nắng, không có mây, không có mưa, chỉ có tôi. Thì hôm nay Ngọc có đi chợ để mua một số món đồ để về ăn cho buổi chiều hôm nay trên thuyền. Tại vì là sắp phải đưa thuyền đi vô bãi giữ rồi các bạn. Tại vì mùa đông á, các bạn biết dòng sông này sẽ đóng băng, nên là sẽ không có còn ở đây nữa. Chỉ còn 2 tuần nữa thôi, khoảng 10 ngày 2 tuần nữa thôi là sẽ có người tới chở tàu đi vô một cái bãi nào để đó để cất giữ. Nên là hôm nay Ngọc muốn quay một chút xíu cảnh của thuyền để cho mọi người xem được cái cảnh ở ngoài. Đó, trời, tới giờ này mà nắng còn chói vô trong mặt nè. Hiện tại bây giờ là 5 giờ chiều rồi mọi người. Mọi người thấy không? Sông hôm nay rất là bình yên luôn. Đó. Cái nước á, rất là trong luôn. Rất là trong luôn đó. Mọi người có thể nhìn thấy dưới cá đồ này kia, đồ rất là nhiều. Thì các bạn biết hai món ăn mà hôm nay Ngọc gửi tới cho các bạn là món gì không? Đây, Ngọc đi chợ, Ngọc thấy có bán các bạn. Quen lắm, sầu riêng. Mà sầu riêng này đó, đây. Các bạn coi sầu riêng nè. Ôi cha ơi. Ngon ghê không? Ngọc khui ra luôn hai trái đó các bạn. Hai trái là được nhiêu đây muối nè. Đó, muối vàng ngon, trời ơi nó mềm eo à. Mà sầu riêng này thì đã đông đá rồi các bạn. Các bạn nhìn đông đá thì nó mới có vậy nè. Đó, còn đây nè các bạn. Còn đây là tôm đỏ các bạn. Tôm đỏ, 1 pound của tôm đỏ có nghĩa là 450 gram á, là gần 35 đô. Có nghĩa là 450 gram là 800 ngàn cho cái loại tôm đỏ này. Hôm nay Ngọc sẽ ăn sống tôm đỏ. Tại vì nguyên cái mùa này Ngọc chưa có ăn tôm đỏ này bao giờ. Bây giờ Ngọc sẽ đem vô nhà rửa, xong rồi cái bắt đầu ấy ra mình ăn sống thôi ha. Đây nè mọi người ơi, thì cái dĩa tôm đỏ của Ngọc à, thấy rất là ngon luôn ha mọi người ha. Rồi mời mọi người nha. Đó, bây giờ chay lên đây chay ngồi nè. Đó, chay chị đó chay. Trời ơi, tự nhiên đang ngồi hết nắng. Chị không nhìn con luôn à. Chị không chào con luôn à. Trời ơi, sao chị nhẫn tâm quá vậy. Chắc chị thấy con làm video với mẹ đó, nên là chị không muốn làm phiền tới công việc của hai mẹ con mình. Nên bây giờ mình ăn xong, mình làm việc xong, cái mình lại mình chơi với chị hả con ha. High five. Chay khoe cho cô chú coi, chay có gì á. Có gì á. Mới ngủ dậy đó cô chú. Chở trên trường, chở đi xe từ ở chợ về là ngủ. Thôi bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng ăn tôm với lại trời, ăn đồ sống vậy là dưa với lại sầu riêng không. Chút nữa không biết có vô ôm nhà vệ sinh trong không nữa. Ok chị đi. Xin cheese. Thumbnail picture. Cheese. Sao đây buồn dữ vậy? Tình bơ vơ hả? Cuối cùng là tình bơ vơ sao buồn dữ vậy? Đó, cho cô chú coi ha. Rồi bây giờ thôi mẹ ăn nha. Chị ăn sầu riêng không? Chị ăn sầu riêng không? Chị ăn sầu riêng không? Ăn ha. Rồi bỏ này xuống đi rồi mình chơi chút rồi mình ăn sầu riêng. Mẹ cho con cái muối nào ngon nhất nha. Mẹ lựa cái muối ở đây, muối này ngon nhất nè. Ui chà ơi, cái muối này cũng mềm hà. Cũng mềm nè cô chú nè. Muối này cũng mềm, vẫn đã lắm mà con thử con ăn miếng đi con. Đó. Sao? Chị thấy sao? Ôi đất ơi, đã chưa cô chú ơi. Đây gần lại cho cô chú coi. Xa quá. Gần chút nữa, đúng rồi. Để mình gần nhau thêm chút nữa nha. Đó, con muốn cầm không hay là con để mẹ cầm? Mẹ cầm hả con? Mẹ cầm hả? Tới giờ Nguyễn Thị làm biến tới nơi rồi. Đó, ăn đi, để mẹ cầm cho con ăn trước. Cho một muối cho nó ngon, cho nó bổ dưỡng ha. Rồi xong tới mẹ ăn ha. Ăn đi con, ngon lắm á con, ngon không con? Thấy chưa, hôm nay buồn quá. Sau nay cái khung cảnh buồn, chay buồn. Hai chay có buồn không? Buồn làm chi em ơi? Hả? Nè, nói bây giờ nói cho cô chú nghe coi, ai hát bài Hoa Nở Không Màu hay nhất? Cô chú vậy nghe vậy là đủ hiểu rồi chứ nữa. Hỏi nó ai hát bài Hoa Nở Không Màu hay nhất, nó chỉ tôi. Tại giờ nào giờ nó nghe cái bài đó là toàn tôi hát không chứ đâu nghe ai hát đâu. Cái gì vậy con? Ồ đúng rồi, cô đi nữa đó hả con? Cô đi đó. Cô đi tàu đó, trời công nhận cái muối sầu riêng này á các bạn. Ở trong con chay nãy giờ nó ăn. Hả? Ủa có Dolores nữa hả? Đâu có, cái đó là bà Cathy, con bà Dolores mà. Đó, cô chú thấy chay ăn sầu riêng cô chú có thèm không cô chú? Ngon lắm.
Ngọc chưa ăn mà Ngọc thấy thèm rồi đó. Ăn bự vô con. Ôi ôi nó mềm mà nó dẻo, nó đã lắm cô chủ ơi. Từ sáng giờ hai mẹ con đi dậy hồi Ngọc là Ngọc dậy hồi lúc 10:30 sáng. Tại vì hồi tối hôm qua là tới 1:30 sáng Ngọc mới đi ngủ. Nên là 10:30 sáng Ngọc dậy. Chay á thì cỡ chừng 11 giờ mấy, nhưng mà ngày hôm qua là chay là 9 giờ dậy, xong mình nằm trên giường lăn chơi chút nhưng mà Ngọc còn đang ngủ. Rồi cái nó tầm nó tự chơi, nó tự gáy xong nó tự ngầm bấm điện thoại, xong rồi tới 10 giờ mấy á hả, nó nhìn lên điện thoại. Nó nói mẹ mẹ dậy đi mẹ ơi. Sáng rồi. Bây giờ nói cho cô chú nghe ai hát Hoa Nở Không Màu hay nhất. Thằng hiểu vậy nè. Trời ơi, nó ăn hết muối sầu riêng này bổ dưỡng lắm nè, giỏi quá trời luôn á. Trời ơi cô chú nè, coi cái muối sầu riêng của nó này nha cô chú nha. Đó, coi cái muối sầu riêng nè, đó. Trời ơi, cái muối sầu riêng bự chả bá lửa, cuối cùng trong đây hồn không đó con. Ôi trời ơi, giỏi quá, đục đàn đục mẹ. Quá giỏi luôn. Con ăn muối nữa không? Mày chùi miệng cho. Ăn muối nữa không? Ăn muối nữa ha, ăn muối đó ha. Ok, để mẹ lấy. Hả? Hả? Lạnh hả? Lạnh không? Để mẹ lấy cái muối ha. Muối này nhưng mà mẹ sợ bự quá con ăn không hết chứ gì. Ăn bự à. Đây đây con ăn muối nhỏ này đi. Ô trời, mấy cái này toàn là cái nào cũng là hộp nhỏ không. Cầm đi con. Hai mẹ cầm nữa. Chứ mẹ là mẹ đói bụng rồi đó chay nha. Ai hát Hoa Nở Không Màu hay nhất? Cảm ơn nha. Đó, chị đi tàu chơi đó. Bye bye chị đi, chị đi chơi đi. Trời ơi cô chú thấy không? Thêm một cái hộp thứ hai nữa nè. Có cái hộp nè. Một trái này á là 6.99 một phao, có nghĩa là 450g là 150.000. Ngọc mua. Các bạn 2 4 6 8 9 con tôm này có giá là khoảng 55 đô. Là mắc hơn tôm hùm nữa nha các bạn. 55 đô là cỡ khoảng 1 kg đó. Hình như là như đây là 1 kg đó, tại vì nãy là 1 phao rưỡi lần gần. Ủa chưa. 1 phao rưỡi là chưa tới 1 kg. Quên 1 kg là 2 phao 2 mới là 1 kg. Còn cái này chưa tới 1 kg. Mà là 55 đô là 1 triệu 2, 1 triệu 3 tiền Việt Nam. Tôm đỏ này không biết đâu làm gì nó mắc dữ không biết. Nè con, ăn hết luôn đi con, mẹ thấy rồi, ăn hết luôn đi con. Trời ơi, nó ăn hai muối sầu riêng là bổ dưỡng lắm đó nha cô chú nha. Hôm qua Ngọc có làm trà bông cá hồi. Trời ơi, con nó dán lên mẹ nó nè cô chú nè. Rồi, ăn thêm cái này nữa đi, mẹ đưa chùi cái tay mẹ để mẹ ăn ra tôm của mẹ nè. Mẹ cảm ơn chay nha. Rồi, bây giờ tới tôi thưởng thức nè. Kệ nó đi con, kệ nó đi, chút mình lụm sao. Không lụm sao nữa. Con nói mẹ ơi, lụm giùm con. Mẹ ơi. Rồi, để mẹ tự dán lên luôn nha. Không giữ dán nữa. Rồi, chay dán cho mẹ đi. Rồi, bây giờ thôi mời mọi người ăn con tôm nha. Bây giờ mình mới bắt đầu nên mình thôi mình ăn con nhỏ thôi. Rồi mọi người nha, tôm đỏ nha mọi người, mắc còn hơn tôm hùm nữa. Trời nó mắc còn hơn cua tôm cua hoàng đế luôn á. Mà rất là ngon, ăn sống ngon hơn ăn chín. Ngọc sẽ không chấm cái gì tại vì nó có cái mặn của nó rồi. Mời mọi người. Mẹ kẹo nè. Kẹo đó con. Wow. Donut nè mẹ ơi. Donut đó hả con? Ăn cái đuôi cái mình thôi. Ăn cái đuôi. Mà cái này là ngộ. Nấu lên nó lại không ngon. Bye bye. Nấu lên nó lại không ngon, phải ăn sống nó mới ngon. Hồi nãy con mới nói cái chữ cua hoàng đế hay gì chay. Nè con chay, con chay, con này là con tôm sống nè con. Không ăn nữa mẹ ơi. Mẹ ăn. Sẽ kỳ quá. Chay ăn không được. Chay ăn không được đâu đúng rồi. Nó sực sực. Ăn. Các bạn biết giống như đang ăn gì không? Rau câu. Rau câu. Ăn giống như ăn rau câu vậy á. Rau câu. Rau câu đúng rồi. Kẹo bẹt. Kẹo. Bờ kẹo mẹ ơi. Mẹ mẹ luôn. Trời ơi, nó dán người luôn à. Bờ kẹo mẹ ăn ơi. Ăn y như ăn rau câu vậy á. Không khác gì hết. Cái này mà ăn mấy cái này mà gặp mà có sao có bạn hiền á là biết sao ăn mấy cái đồ sống là phải có bạn hiền ngồi ăn chung mới vui.
Gì vậy? Nó cái sticker. Gớm hả? Kệ nó đi con. Thật sự luôn á, ngày xưa Ngọc rất là sợ ăn mấy con vậy. Kẹo mà blue mẹ ơi. Nhưng mà kẹo mà blue. Kẹo màu blue đúng rồi. Nhưng mà từ khi mà ăn được rồi mình thấy nó khác. Kẹo màu green. Ờ kẹo màu blue màu green. Ừ. Nó có nước mặn mặn. Nó sực 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 sực. Mẹ ơi, mẹ ơi giống nhau. Giống nhau không con? Giống mẹ screen mẹ ơi. Ngon. Ngọt ngọt. Mà không biết lý do sao mà tôm đỏ này khó bắt hàng xong nó mắc dữ mẹ. Một mùa hè, một mùa là phải ăn tôm đỏ một lần kìa. Có mấy cô chú anh chị á hả? Mẹ cherry man, it's cherry. Ở bên Cali á, nói hả, bên Cali á hả? À, cái tôm hùm á nó không có rẻ giống như bên Michigan. Michigan này thấy Ngọc ăn tôm nhìn nó đã, tại vì mọi người thấy nó bán nhiều hơn là ở gần cái chợ này bán nhiều. Trời, Ngọc đi chợ á, không biết có ai đi chợ giống như Ngọc không, từ nhà Ngọc chạy xuống chợ này là nửa tiếng đồng hồ. Ngọc đi mua đúng hai món. Mua đúng tôm với lại mua đúng sầu riêng. Ngọc đúng hai món về á. Mẹ ơi. À, ngôi sao. Mặc dù ngày mai là chưa biết ăn gì luôn á. Sử dụng như người ta đi lâu lâu người ta mới đi chợ một lần đúng không? Người ta đi người ta mua bà nó đi. Mua về rồi chừng nào ăn ăn. Không. Cái tính kỳ lắm, cái tập kỳ lắm. Feel cái gì là mới đi mua mới ăn cái đó, chứ mà còn không feel là mua không được. Bởi vậy. Chứ mà từ đây chạy xuống chợ là nửa tiếng ngồi đó. Rảnh mà. Mai phiếu gì tự đi mua thêm cái tiếp ăn, chứ không phải không có cái cái nhiệt, cái không có cái suy nghĩ để mua, tự nhiên mua mua sẵn mua tầm bảy. Nên là thôi kệ, mất công thà mất công đi chứ còn. Orange mommy orange. Ờ cam á. Trời ơi con nó dán lên tay tôi nè. Ba mẹ kệ đi. Kệ đi hả? Dán mạnh lên chứ con dán kiểu vậy nó xúc quá con. Dán mạnh lên. Nó con dán gì nhẹ quá à. Cái này mà có cái nấm cơm của sesame đồ này kia, cơm mà của Nhật á, trong nhà hàng Nhật các bạn ơi thấy á, có nấm cơm nữa là ngon lắm. Con làm mẹ khó di chuyển quá trời à. Nó trong rồi. Trời, con uống miếng nước không con? Không, không, không. Dạ không mẹ. Dạ không mẹ. Ừ. Để bây giờ mẹ thử miếng sầu riêng nha. Mẹ thấy sầu riêng trước mặt mẹ cũng thèm quá. Okay. Sầu riêng mà mọi người đụng vô cái nó mềm. Đã dễ sợ luôn á. Mời mọi người nha. Nói tiếng Việt coi. Mẹ nói gì á? Mẹ nói gì á? Mẹ nói với cô chú là sầu riêng ngon quá con ơi. Ừ. Ừ. Thấy ô à. Ờ con nói ô hả? Ừ. Ô. Không biết vô hai. Không biết vô đây hai đứa nó kết hai cái đứa này vô vô trong cái bụng này kết nghĩa anh em mà nó quýnh lộn trong này. Hết trời mẹ ơi. Cuộc sống khó khăn lắm nên thôi hai đứa vô. Ngày nào còn kết nghĩa được anh em thì cứ kết đi nha, đừng đánh lộn chị nghe hai đứa nha. Hai đứa đánh lộn thì chị khổ đó. Đứa sức đầu đứa mẻ tráng trong đó là chị khổ đó chứ không ai khổ đâu. Mẹ đi thôi. Đi đâu? Đi đây. Mẹ đi đây. Ok. Phải công nhận cái muối sầu riêng nó ngon về sờ. Giờ ăn con nào ta? Ăn con mập thù lù này đi, con bự này đi. Nhìn nó đẹp thiệt, cái màu nó nhìn rất là đẹp. Nhìn nó màu cũng quý phái và quý sở tộc lắm luôn. Đi nước mẹ ơi. Cái gì con? Nước gì? Nước gì con? Để mày lụm, để mày lụm. Không sợ hả? Ừ. Đầu tôm thấy gì không sợ? Ôi giời ơi.
Đồ cột tóc của Trang bị đứt rồi phải không? Tên mày đúng là ngoài biển luôn, ăn vô có mặn 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 mặn. Ngon quá. Giờ ăn gì ta? Giờ ăn muối sầu riêng bự này đi. Đây nè mọi người. Ngon quá. Thật sự. Tháng đồng tiền bắt gạo luôn. Vô cái hộp nè. Bây giờ á, Ngọc mà thấy sầu riêng mà sầu riêng tươi á, Ngọc bớt mua rồi, hết mua rồi. Tại vì sầu riêng tươi á, mua nó không có như là mình mong muốn á. Nên thà mua sầu riêng không đó. Cái đó là con gà á con, mẹ mua để mẹ về á, trong tuần này mình lấy xe mình cúng xe. Mẹ mua con gà để mẹ nấu cháo mẹ cúng xe. Ừ quên nhắc tới xe mới nhớ. Update thông tin với các bạn. Quên, nãy giờ hên lẫn ngọn chỉ con gà mới nhớ tới xe. Mẹ với ba kêu đi mua đồ về mà cúng chiếc xe. Có xe rồi. Khổ các bạn ơi, cái mùa này mà đi mua xe hả, nó khó vô cùng luôn. Cái xe mà Ngọc muốn, cái màu Ngọc muốn, Ngọc muốn một cái chiếc xe màu trắng, nội thất màu đen. Tìm quá khó. Dạ con ơi. Xong rồi á, Ngọc nói thôi bây giờ tôi cũng thích màu xám nữa nên cứ tìm màu xám đi. Rồi cuối cùng là ở bên Indiana, từ bang Ngọc mà đi qua Indiana đó là gần 500 cây số mới có một cái dealer của Lexus là có cái chiếc xe màu xám mà nội thất màu đen. Bên này phải gọi qua bên kia để kiếm cái xe đó. Mà trời đất ơi, nó khó khăn vô cùng luôn các bạn ơi. À, nhưng mà cuối cùng hồi nãy cái cô đó mới vừa gọi thoại cho Ngọc rồi, nói Ngọc hả, tôi nè. Tôi nè, nói như thiệt. Kiếm được chiếc xe cho bạn rồi. Dạ cảm ơn rất là nhiều. Trời cái cô này cũng lớn tuổi lắm rồi. Cô này là cổ là 60 mấy 70 có rồi. Nói chung là cũng giờ các bạn thấy không, 60 mấy 70 vẫn còn đi làm việc bình thường. Good news, có news mới tốt cho mày rồi. Có xe rồi, vậy được rồi. Mà Ngọc mua với cái giá rất là tốt luôn mọi người. Trời ơi trời, cảm ơn nha. Để im đây đây. Mua được một cái giá rất là tốt luôn. Để sau này có gì Ngọc sẽ biết sao. Chia sẻ kinh nghiệm. Tại vì hồi đó lúc mà Ngọc mới mua chiếc xe đầu tiên, chiếc xe thứ hai Ngọc không hề có một chút kinh nghiệm gì hết. Rồi mua chiếc xe thứ ba này nè, mới là có một chút xíu kinh nghiệm. Mà không biết cái kinh nghiệm của Ngọc là mọi người đã biết hay chưa, hay là Ngọc mới biết rồi Ngọc phải đặt Ngọc đi chia sẻ. Nhưng mà ở đâu đó cũng sẽ có người như Ngọc ngày xưa không biết cái gì. Đi mua mình lỡ mình đi mua mình tốn tiền mình nhiều hơn thì cái gì mình nên ngăn chặn thì mình nên tiết kiệm tiền được một chút thì mình cũng nên là sau khi mua xe xong á mà Ngọc có biết được cái kinh nghiệm gì mà để tiết kiệm tiền hơn cho mọi người á. Ngọc sẽ. Dạ thưa chị hai, bây giờ mới có 5:30 à, 6:00. 6:00 Audrey mới đi học về, con cứ đứng đây đi thêm nửa tiếng đồng hồ nữa Audrey sẽ tự động bước từ cái bãi đậu xe bước vô như một nàng công chúa đi vô tới căn nhà và con sẽ thấy Audrey, ok? Ừ. Đó là Ngọc sẽ bây giờ Ngọc hỏi chị My Friend. Ngọc kêu hỏi My Friend tôi đợi chừng nào mới có My Friend. My Friend nói là từ giờ tới cuối tuần, tại vì bữa nay là thứ ba bên này thì phải vận chuyển xe, là phải cẩu chiếc xe từ bên Indiana về tới đây. À con muốn cho cô chú coi cái váy của con hả? Một chút nữa mẹ sẽ cho cô chú coi. Nên là từ bây giờ hy vọng từ giờ tới cuối tuần là có xe. Nó hy vọng lấy xe trước cái lúc mà thời tiết nó trở trời. Mọi người, Ngọc biết mọi người cũng rất là nôn nóng. Mọi người cứ comment vô nhắn tin hỏi chừng nào lấy xe, chừng nào lấy xe. Ngày mai, quên nữa. Họp hẹn rồi. 1:00 trưa mai đi lên gặp nói chuyện, đưa thêm giấy tàu. Rồi á hả, Ngọc nói là bà nói ngày mai mấy giờ bạn lên đây được. Ngọc nói là ngày mai 12:30 lặn chay với bơi xong tới 1:00 thì 1:30 tôi có mặt ở chỗ bà. Bên đây cái gì giờ giấc cũng phải đúng giờ các bạn. Ok ngày mai gặp bạn. Nói vậy ngày mai gặp bạn nha. Đó nên là khi mà Ngọc trả cái giá đó để Ngọc kể cho bạn nghe, khi mà Ngọc trả cái giá cho xe Ngọc nói ê My Fan, nếu mà chịu cái giá đó thứ hai gọi điện thoại lại cho tôi, còn thôi còn không thôi
Thứ hai từ sáng cho tới 3 giờ chiều chưa thấy điện thoại, chắc là thôi bà không gọi mình rồi, không gọi thôi đi kiếm chỗ khác. Tới 3 giờ mấy gọi điện thoại, Nini hả? Tại vì cái tên tiếng Việt của Ngọc là Nini này, Nini hả? Ok, cái giá đó về của Nini đưa ra là tôi đồng ý rồi đó. Nó, à vậy hả, đồng ý hả? Rồi giờ sao? Nói gì bây giờ là bây giờ mình chỉ tiến hành để mình nảy xe thôi. Cái hôm qua tới giờ mới gọi lại cái bánh nó tròn xe kiếm khó quá. Ngọc Nini ơi, cái màu của mày thích rồi, màu của bạn thích rồi này kia nọ là khó quá. Bây giờ tụi tôi đang ráng để gọi cho hết dealer này tới dealer kia, có nghĩa là các bạn Lexus nó là một cái hệ thống. Khi mà giống như ở Bình Dương đi, Lexus ở Bình Dương với Lexus ở Đồng Nai với lại Lexus ở Sài Gòn với lại Lexus ở đâu gần gần nữa ta, Bình Dương, Đồng Nai, Sài Gòn ở đâu gần nữa ta, Vĩnh Long hay là Tiền Giang gì đó, đúng không? Mình là một cái hệ thống. Thì khách hàng vô cái chỗ mua xe ở Lexus nói ừ tôi muốn chiếc xe này 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 kia, mà hiện tại trong bãi ở Sài Gòn không có cái chiếc xe đó, thì Sài Gòn mới gọi cho Bình Dương nói ê Bình Dương có chiếc xe đó không, cái Bình Dương nói không có, cái xong rồi cái Sài Gòn mới gọi Biên Hòa ê Biên Hòa có chiếc xe vậy không, Biên Hòa cũng không có luôn, rồi tới gọi về Vĩnh Long hay Vĩnh Long có chiếc xe đó không, có nói, vậy hả, vậy thôi tại vì tôi có khách hàng cần mua chiếc xe này, rồi mới bắt đầu là từ bên ngoài bãi hát. Bắt đầu từ Sài Gòn mới là cẩu xe từ Vĩnh Long về tới. Nhưng mà hình như là khi mà làm vậy á, thì cái dealer xe của cái chỗ bán xe của Sài Gòn mình phải giúp cho cái chỗ bán xe của Vĩnh Long có một cái yêu cầu gì đó. Tại vì cái chỗ bán xe Vĩnh Long là giúp cho Sài Gòn có chiếc xe đó mà. Hình như là vậy á, hình như mấy cái hãng đó giúp qua giúp lại rồi hay sao đó, mà cũng phải gọi giáp vòng vậy các bạn thấy không, xe mà không phải dễ đi mua. Bây giờ mà có tiền mà muốn xe, yêu mua xe mình thích cũng hơi bị khó nữa nhưng mà chẳng. Nên là cái đó là một cái chút câu chuyện, một chút chia sẻ của Ngọc dành cho các bạn ngày hôm nay. Một khung cảnh rất là đẹp, một bữa ăn rất là ngon. Không biết hai đứa nó có thương yêu nhau không, hay là hai đứa nó ghét nhau rồi nó quýnh độn xèo ở trong này, không biết nữa, chưa biết. Để chừng nào có cái câu chuyện ngày hôm sau thì Ngọc sẽ kể cho mấy bạn nghe. Chay à, mẹ đang nói chuyện cô chú, con quay cái đó làm chi vậy? Con lại để con chào cô chú với mẹ nè. Chay, trời ơi con nó tự động nó quay cái camera của tôi nè. Đó, đây nè cô chú này. Đây nè. Đó. Con hát cho cô chú nghe bản coi. Thì thôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay nha. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Lên đây ngồi chào cô chú với mẹ. Lên đây ngồi chào cô chú với mẹ. Rồi thì mẹ ngồi đây với chay nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video clip tiếp theo của Hoya Family. Nhớ bấm nút like, bấm nút đăng ký để Hoya Family nhanh nhận được nút vàng nha mọi người. I love you guys. Hôn mẹ miếng. Hai. Trời, cái hôn mà hôn vậy đó hả? Hôn gì hôn dữ vậy? Trời ơi không đau nữa. Rồi nói cho cô chú nghe một lần nữa thiệt là lớn, ai hát hoa nở không màu hay nhất? Ai hát hoa nở không màu hay nhất? Trời ơi nó nói bye.